Bản thân là người đại diện cho thế hệ trẻ của thành phố Đà Nẵng thì tôi đánh giá cao khi Luật Thanh niên năm 2020 đã dành một điều riêng quy định về tháng thanh niên. Theo đó thì tháng 3 hàng năm được chọn là tháng thanh niên. Việc luật hóa tháng thanh niên sẽ tạo điều kiện tốt hơn để tổ chức đoàn và thanh niên đóng góp sức trẻ, cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời xác định cụ thể vai trò của chính phủ, của chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện hỗ trợ về cơ chế, về chính sách, về nguồn lực để hỗ trợ cho đoàn thanh niên cung cấp tổ chức tốt các hoạt động trong tháng thanh niên. Bản thân là người dân tộc thiểu số, Hen đánh giá cao khi Luật Thanh niên 2020 đã dành điều 25 để xây dựng chính sách riêng đối với thanh niên là dân tộc thiểu số. Hen và cộng đồng thanh niên dân tộc thiểu số cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có các chính sách ưu tiên dành cho thanh niên là dân tộc thiểu số về học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, hỗ trợ thanh niên, dân tộc thiểu số để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu. Những chính sách cụ thể như trên sẽ giúp cho cộng đồng thanh niên dân tộc thiểu số sẽ thật sự yên tâm để có thể nỗ lực hơn nữa trong việc học tập, lao động sản xuất, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Theo em thì trong năm khoản của Điều 16 Luật Thanh niên năm 2020, ngoài những quy định mang tính nguyên tắc như sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, chính sách miễn giảm học phí theo quy định của pháp luật, thì Luật Thanh niên năm 2020 cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khuyến khích, động viên thanh niên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đặc biệt thì luật quy định nhà nước đảm bảo các chính sách hỗ trợ, ưu đãi tổ chức cá nhân đầu tư, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của thanh niên là một căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền bố trí đủ nguồn nhân lực cũng như nguồn kinh phí triển khai chính sách pháp luật đối với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo thời gian tới. Thì bên cạnh đó, bản thân em rất phấn khởi khi quy định nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng và đãi ngộ đối với các thanh niên có tài năng. Qua đó, các tài năng trẻ sẽ có cơ hội, điều kiện đóng góp trực tiếp và gián tiếp cho sự phát triển của đất nước. Bản thân là chủ nhiệm của nhóm Tình nghĩa niềm tin và vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019. Thì tôi rất là cảm thấy tự hào cũng như là phấn chấn khi mà được biết là cái điều 23 Luật Thanh niên 2020 đã có những cái quy định chi tiết về chính sách đối với thanh niên tình nguyện. Thì tôi rất là thích cái chính sách nhằm tạo lập các cái kênh thông tin cũng như là tạo ra những cái hoạt động xã hội tình nguyện để giúp cho các bạn thanh niên có những cái chương trình tình nguyện cũng như là những cái mô hình đã được kiểm chứng hiệu quả để có thể làm theo. Vì trước đến giờ thì cái phần tự phát của chúng ta khá là nhiều, cũng có những cái tốt và có những cái chưa tốt. Tuy nhiên thì khi mà có những cái sự quan tâm của nhà nước, những cái điều luật đưa ra thì sẽ càng làm cho cái tình nguyện, phong trào tình nguyện của chúng ta được phát triển tốt hơn. Cũng như là nó là cái sự ghi nhận, nó là cái sự quan tâm của chính sách để cổ vũ những cái phong trào và tiếp tục cho cái việc hoạt động của thanh niên là những cái gì đấy xung kích, những cái tiên phong để giúp cho phát triển kinh tế và xã hội, góp phần cái việc là cổ vũ các tầng lớp khác trong xã hội hình thành những cái cộng đồng tình nguyện một cách chủ động hơn, cũng như là họ tiếp cận được những cái mô hình tốt một cách dễ dàng hơn. Làn sóng doanh nghiệp khởi nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia thì ngày càng phát triển và hoàn thiện, đạt được rất nhiều kết quả khả quan và quan trọng góp phần thúc đẩy hình thành phát triển doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo. Việc chưa có một cái luật dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có những cái ảnh hưởng rất là lớn đến thực hiện đến những cái việc thực hiện chính sách, làm cho việc thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như là từ các nhà đầu tư thiên thần chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy là Luật Thanh niên 2020 có điều khoản riêng về chính sách của nhà nước quy định đối với lĩnh vực khởi nghiệp có ý nghĩa đặc biệt vô cùng quan trọng khi khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó thì việc nhà nước ưu đãi hỗ trợ các cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ cho thanh niên khởi nghiệp cũng như là khuyến khích các quỹ thành lập, mục đích là để thành lập các quỹ hỗ trợ cho thanh niên theo quy định của pháp luật. Đó cũng như là một cái xung lực mạnh mẽ hơn nữa cho bức tranh khởi nghiệp của Việt Nam. Cộng đồng thanh niên khởi nghiệp của Việt Nam thì sẽ yên tâm hơn, gọi là nỗ lực hơn nữa để có thể là khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công, góp phần xây dựng cho Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Với tư cách là một thanh niên đang công tác trong lực lượng vũ trang và đồng thời là một thanh niên trong độ tuổi điều chỉnh của Luật Thanh niên năm 2020,
Tôi đánh giá cao vì điều 21 của bộ luật này đã có những cái quy định rất cụ thể rõ ràng về chính sách bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo cho thanh niên được giáo dục quốc phòng an ninh, bồi đắp tinh thần yêu nước cũng như ý thức tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, luật thanh niên cùng với luật nghĩa vụ quân sự là khung pháp lý để đảm bảo cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân tự vệ và tham gia quân nhân dự bị để xây dựng nền quốc phòng an ninh toàn dân. Thứ ba, tôi đánh giá cao khi luật đã có những quy định rằng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và các chính sách ưu đãi khác do quy định của pháp luật. Điều này đã góp phần động viên cho thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc và chung tay xây dựng nền quốc phòng an ninh toàn dân. Lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam nói chung luôn tự hào với truyền thống 70 năm lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Nói về luật thanh niên năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua thì đã quy định rất chi tiết về trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc nhằm phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, xung kích, sáng tạo đi đầu trong công cuộc đổi mới cũng như là trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời thì cũng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Thông qua cái việc đảm nhận các công việc khó khăn, gian khổ cấp bách khi mà Tổ quốc yêu cầu. Và đặc biệt hơn đó là luật đã quy định nhà nước ban hành các cái chính sách để thanh niên xung phong thực hiện các nhiệm vụ tham gia dự án phát triển kinh tế xã hội được nhà nước giao như là khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh hay bảo vệ môi trường hoặc là giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia và nhà nước bảo đảm các cái điều kiện về vật chất, cơ sở, vật chất và kinh phí, trang thiết bị để cho tổ chức thanh niên xung phong thực hiện các cái nhiệm vụ khi mà nhà nước giao và sẽ tạo điều kiện và đó là tiền đề tạo điều kiện tốt nhất để cho lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là lực lượng thanh niên xung phong cả nước đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.